Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Quốc hội Việt Nam nên bàn bạc điều gì để phát triển đất nước? Ngày 1 tháng 5, AFA Tiếng Việt có bài phỏng vấn hai nhà báo Trí Minh từ Hà Nội và Võ Văn Tạo từ Nha Trang về kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sắp tới. Theo đó, ngày 9 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đang có kỳ họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc ngày 22 tháng 5. Và đây là hình bài trên AFA. Bình luận về sự kiện này, nhà báo Trí Minh cho biết, ông quan tâm nhất đến dự án luật đất đai, bởi theo ông, nó ảnh hưởng sâu rộng nhất đến toàn xã hội. Theo ông, vấn đề sở hữu đất đai là vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản. Ở thời kỳ đầu, các nhà nước cộng sản đều trải qua giai đoạn đấu tranh và thủ tiêu giai cấp địa chủ. Sau khi chế độ cộng sản nguyên bản sụp đổ, chế độ cộng sản phiên bản sau đã tự điều chỉnh theo mô hình Trung Quốc, trở nên ôn hòa hơn, không còn tiêu diệt địa chủ nữa. Nhưng nhà nước vẫn giữ quyền sở hữu đất đai dưới vỏ bọc sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện. Nếu bây giờ cho phép sở hữu tư nhân về đất đai thì chính là đã quay lại quan điểm trước khi chủ nghĩa cộng sản, cụ thể hơn là quốc tế cộng sản thứ ba hình thành. Điều đó có thể làm mất tính chính danh của nhà nước cộng sản và có thể làm giảm đi tính chuyên chế trong khả năng cưỡng chế thu hồi đất đai. Đó là lý do mà họ kiên quyết không nhắc tới vấn đề này, theo ông Trí Minh. Nhà báo Võ Văn Tạo thì đề cập đến việc bỏ phiếu tín nhiệm mà đảng đã thực hiện từ nhiều năm, nhưng kết quả chỉ là những con số không tròn trĩnh. Còn sửa luật đất đai cho đúng và hợp thời đại là mấu chốt. Theo ông Tạo, luật đất đai gây bất bình trong nhân dân, gây xáo trộn đời sống xã hội và an ninh trật tự. Đảng Cộng sản chỉ cần vứt bỏ các khuôn thước đất đai thuộc sở hữu toàn dân có từ thời Lenin, Stalin. Cái khuôn thước ấy tước đoạt quyền tư hữu tài sản quan trọng nhất của nhân dân mà các nước văn minh, tiến bộ và cường thịnh đều tôn trọng. Nó kìm hãm tiềm năng sản xuất, kinh doanh của toàn xã hội, nhưng lại làm giàu nhanh chóng cho quan chức nhà nước và gian thương đi đêm cùng giới chức, tạo ra ngày càng đông đảo đạo quân dân oan trên khắp ba miền của cả nước. Về vấn đề đầu tàu kinh tế của Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn, nhà báo Trí Minh cho rằng chủ yếu là do cơ chế thu ngân sách về trung ương, thành phố Hồ Chí Minh phải nộp lại quá nhiều, cỡ 82%. Cho nên thành phố Hồ Chí Minh ít có cơ hội tái đầu tư. Hơn nữa, thành phố Hồ Chí Minh không có một cơ chế đặc thù cho một đô thị đặc biệt, đầu tạo kinh tế, nên đó là vấn đề gây ách tắc. Và đây là hình một kỳ họp của Quốc hội Việt Nam. Nhà báo Võ Văn Tạo thì cho rằng, hầu hết quan chức chủ chốt ở Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đều phải có bằng cao cấp chính trị, Mác Lê, chứ không phải tại các đại học uy tín trên thế giới, nên họ khó có thể đưa kinh tế Việt Nam nhanh chóng theo kịp các nước tiên tiến, giàu mạnh được. Theo nhà báo Trí Minh, Quốc hội cần bàn thảo sớm về luật thuế bất động sản, đánh thuế lũy tiến cho sở hữu bất động sản, thậm chí có cả thuế thừa kế như ở các nước phát triển đã làm. Luật này sẽ ngăn cản việc đầu cơ bất động sản và hành vi mà trong dân gian người ta vẫn gọi là hy sinh đời bố, củng cố đời con của nhiều đại gia và quan chức, một điều có hại cho xã hội lâu nay. Còn theo nhà báo Võ Văn Tạo, Quốc hội nên bàn bạc tìm hướng thoát cho tình trạng trì trệ, bế tắc do quan chức ngành địa phương. Sợ thành củi mà án binh bất động, không dám nghĩ, dám làm. Tìm biện pháp hữu hiệu vượt khó cho các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản đang gặp khó khăn. Tạo mạnh công ăn việc làm, nâng cấp quan hệ, đẩy mạnh hơn nữa ngoại giao thiết thực với Hoa Kỳ và các cường quốc kinh tế, dân chủ. Trái ngược với quan điểm của các nhà báo, AFA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến, được Thông tấn xã Việt Nam đăng tải, cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng vào kết quả quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng thời hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường để bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội, về xây dựng pháp luật, về công tác nhân sự.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến sâu rộng của nhân dân đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Quốc hội Việt Nam nên bàn bạc điều gì để phát triển đất nước. Kim Vũ Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tinh thần người Nga đang xuống thấp. AFI tiếng Việt ngày 9 tháng 5 có bài Nga, vì sao trung đoàn bất tử không diễn hành năm nay? Theo đó, các báo cáo Pháp ra ngày 9 tháng 5 quan tâm đến việc Nga tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức. Số lượng quân nhân và xe quân sự tham gia duyệt binh tại Moscow ít hơn hẳn so với năm ngoái. Duyệt binh bị hủy bỏ tại khoảng 20 thành phố. Đặc biệt, cuộc diễn hành của trung đoàn bất tử cũng bị hủy. AFI dẫn tin từ tờ Le Figaro mô tả, ở Moscow, lễ ngày 5 tháng 9 được bảo vệ an ninh cao độ, còn tờ Liberation được nhận thấy, tại Nga, ngày chiến thắng được tổ chức qua loa. Và đây là hình bài trên AFI. AFI cho biết, lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, quảng trường đỏ bị đóng cửa trong suốt 15 ngày, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5. Và cũng là lần đầu tiên, phóng viên các quốc gia không thân thiện, trong đó có Pháp, không được mời tham dự sự kiện. Đặc biệt, cuộc diễn hành của trung đoàn bất tử trên những con đường của các thành phố chính cũng bị hủy. Đây là sáng kiến rất được người Nga ưa thích. Theo đó, người tham gia đem theo ảnh của một số thân nhân đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại từ năm 1941 đến năm 1945. Nhà chính trị học Abbas Galimos giải thích, Kremlin sợ rằng người dân ra đường với bức chân dung của những người vừa bị tử trận ở Ukraine cho thấy rõ số thiệt hại khổng lồ mà quân đội của Putin phải chịu đựng. AFI dẫn nhận xét của tờ La Croix rằng, ngày 9 tháng 5, Kyiv mừng ngày châu Âu, còn Nga mừng chiến thắng Đức quốc xã. Tại Kyiv, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham gia ngày châu Âu cho thấy việc Nga xâm lăng quốc gia này là một trắc nghiệm cho sự vững chãi của cấu trúc châu Âu. Và tại Moscow, kỷ niệm chiến thắng Đức quốc xã là dịp để Vladimir Putin huy động nhân dân chống lại phương Tây thù địch. AFI nhận xét, cuộc xâm lăng của Putin đã tạo nên một sức bật mới trên toàn châu Âu, đoàn kết để tài trợ cho Ukraine, viện trợ vũ khí, đón nhận người tị nạn. Chẳng những không bị rạn nứt mà EU còn được củng cố thêm, với viễn cảnh xác định một chính sách quốc phòng chung. Việc Nga xâm lược còn có thể được coi như một cuộc chiến giữa độc tài và dân chủ. Còn lại vấn đề một chính sách đối ngoại chung không thể tách rời các giá trị đã xây dựng nên châu Âu. Và đây là hình Putin, kẻ gây ra cuộc xâm lược Ukraine và đang bị sa lầy ở đó. AFI dẫn xã luận của tờ Liberation mang tựa đề Ukraine đêm trước cuộc tiến công nhận định, cuộc chiến truyền thông giữa Nga và Ukraine càng lên cao vào dịp kỷ niệm ngày 9 tháng 5 và trước cuộc tổng phản công đã được chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Sau những thất bại ê chề trên chiến trường Ukraine, Putin chuyển sang thế thủ. Nhưng AFI cho rằng, ông ta chưa mất tất cả và muốn giữ chặt những chiến lợi phẩm. Nga đang chiếm đóng 16% lãnh thổ của Ukraine và ngang nhiên sáp nhập 4 vùng phía Nam cùng với Crimea vào Liên bang Nga. Quá trình Nga hóa được tiến hành lập tức để không thể đảo ngược tình hình, cộng với việc cưỡng bức đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga. Moscow trông cậy vào một cuộc chiến tiêu hao để bào mòn nguồn lực của Ukraine, hy vọng dư luận châu Âu sẽ mệt mỏi và những thay đổi sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong khi đó, một quốc gia đang tham chiến như Ukraine không thể gia nhập NATO và không hề có ủy nhiệm nào của Liên Hiệp Quốc để trợ giúp Kyiv. Ngược lại, AFI cho biết, trong khi chờ đợi cuộc phản công, Ukraine đã gây hoang mang bằng cách phá hủy các kho đạn, kho xăng, tàu chở hàng, khiến quân Nga mất tinh thần. Ngày 6 tháng 5, Kyiv loan báo đã dùng Patriot bắn hạ được hỏa tiễn siêu thanh Kinzhal nổi tiếng mà Putin khoe rằng bất khả chiến bại. AFI dẫn quan sát của tờ La Roche cho thấy,
tâm trạng khủng hoảng và hoài nghi nơi tầng lớp trung lưu Nga. Bốn nhà tâm lý học đã kể lại với Nhật báo Pháp về tình trạng của bệnh nhân của họ hơn một năm sau cuộc tấn công Ukraine. Khách hàng của các nhà tâm lý này đại diện cho giới trung lưu mới ở Moscow. Họ ở độ tuổi 30, có học vấn cao, tự do trong suy nghĩ và cách sống. Họ chỉ trích chế độ toàn trị của Putin và cuộc chiến của ông ta. Tuy nhiên, đa số người Nga vẫn tin vào Điện Kremlin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Tinh thần người Nga đang xuống thấp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm đề.